Cho ăn kem hả? À? Dạ. Chúng nó con tính ăn cây kem gì? Mẹ con không biết có cây kem nào. Sô-cô-la, con thích ăn cây sô-cô-la thì con ăn sô-cô-la. Con ăn hai cái luôn. À, trời ơi, ăn gì dữ vậy trời. Hai cái, mẹ ơi, giống như cái dĩa nhỏ đó mẹ ơi. À, giống như split đó hả? À, banana split, phải không? Là mẹ với con ăn cái đó ha. Which one did you okay. want to go to? Con muốn ăn kem chỗ nào? Con không biết. Không biết hả? Where daddy? The banana split one. The cherry. Cherry smash. Okay. I don't want banana split. Vậy thì không muốn ăn cái khác. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hello, xin chào các bạn. Tối hôm nay hiện tại bây giờ là 8:30 tối rồi, mà ở nhà cũng hơi buồn buồn nên là hai vợ chồng với đứa con chở nhau đi kiếm kem ăn ông bà cô chú ơi. Hiện tại là Ngọc đang ở một cái trạm xe lửa. Hôm nay Ngọc muốn dẫn mọi người đi tới cái trạm xe lửa này. Chỉ có ở Florida. Cái mình chạy vòng vòng ở trong thành phố á, nhưng mà bắt đầu cái nơi mà từ nhà Ngọc ở á, Ngọc đi lên tới cái trạm này á, là nửa tiếng đồng hồ. Thì bắt đầu từ cái trạm này Ngọc sẽ lên thẳng đi xe lửa tới Miami, mà một cái trạm này chạy 1 tiếng đồng hồ. Đó, nghe nói rất là sạch sẽ. Ngọc đã lên coi review rồi này kia hết rồi, nên là hôm nay đi để review cho mọi người xem. Hôm nay là đi đem cái vali này theo cho chay đi, để nó đừng có đi bộ nhiều. How we there? Here. Yeah. Rồi chạy lái ra đi con, lên lái ra đi con. Đó, thấy không? Đây là cái trạm xe lửa. Mình lên mình đậu xe ở trên đó. Bây giờ mình xuống cái chỗ này. Thẳng lên luôn con. Đây là trạm xe lửa tên là Brighton. Nếu mà cô chú anh chị mình á, mà có đi qua bên Florida chơi á, mà muốn biết thêm thông tin về cái trạm xe lửa này, mình cứ lên website. Cứ lên website là Brighton, không phải Brighton, là Brightline.com. Đây nè, cái chữ Brightline này. Welcome to Brightline nè. Qua Florida chơi đi bằng xe lửa để trải nghiệm thử như thế nào ha. Mua vé thì cũng rất là dễ. Mua vé là lên mua y chang như là mua vé máy bay vậy á. Mà vé chút nữa Ngọc chia sẻ thêm về giá cả. Ồ wow, trong đây là máy lạnh ha. Máy lạnh rất là mát luôn ha. Đây nè, rất là sạch sẽ nè. Nếu mà mình muốn mua vé ở đây thì mình vô đứng trực tiếp đây mình mua, còn không mình lên trên mạng mình mua trước cũng được. Còn mà Ngọc đã mua trên mạng rồi nên là Ngọc không cần phải đứng đây mua nữa. Có cái chị này, chị đứng ở đây chị chỉ cho mình. Cũng hay. Đó, như này. Chị đi chào ba con, chào ba. Ba đang kiếm cái mã code của mình. Cái này là Ngọc nhớ cái bữa mà đi Seoul đó, đi Hàn Quốc á. Đó. Đó cũng đi mấy cái xe lửa này nè, cũng lộng cộng ba cái đồ vụ nhảy đi qua chỗ này nè. Đó thấy chưa, đi điệu điệu thêm theo cái bóp làm chi để bây giờ bởi tàu người ta đồ kiểm tra, thấy chưa? Bỏ lên đi. Điệu à. Phải bỏ qua đồ qua cái máy kiểm tra để cho. Rồi kìa, lấy bóp kìa. Bóp kìa. Đó, bóp điệu kìa, lấy bóp điệu đeo đi. Ừ. Mấy cô mấy chú đây lần đầu tiên thấy chiếc xe này, nó vô trời dễ thương quá, tiện lợi quá. Rồi bây giờ qua rồi, giờ coi cái này. Ở đây người ta có gì? Ai cũng nhìn chay nè ông bà cô chú coi không? Đâu đó. Ai nhìn. Trời ơi. Mấy cái vali này trả tiền quảng cáo cho Ngọc bớt đi chứ còn. Ở đây có bán thêm đồ ăn nữa nè. Chay, chay con thấy mấy chị ai, con mấy cô ai cũng nhìn con chay. Trong đây là có bán nước uống, đồ ăn, snack. Có bán. And then you just walk out because there's no cash register. Phải bỏ cái thẻ mình vô mới được đi vô. Không được, ở trong đây còn có thêm ghế ngồi trong đây, và trong đây có thêm một cái là premium lounge. Premium lounge sẵn á, cầm nói giùm công cho mọi người nghe cái này luôn. Có nhà vệ sinh ở đây đó nè. Vợ chồng Ngọc nè. Ở cái vé khi mà mình mua vé này á, là mình sẽ có hai sự lựa chọn, một là vé thường, còn hai là cái vé mà nó hơi giống như là vé hơi mắc chút xíu á, thì mình sẽ được ngồi trong một cái lounge như thế này. Ở trong này có lounge, có bàn ghế ngồi, và đặc biệt nha, ở trên xe lửa là có wifi luôn. Đó.
chuyến đi thì Ngọc đi, Ngọc ngồi ghế thường, nhưng mà chuyến về thì Ngọc mua cái hạng nó cao cao hơn chút, tại vì biết sao không? cái chuyến mà đi thì nó chỉ có 10 đô thôi, 10 đô cho một vé một người thôi, nhưng mà hả là nó không có giờ cho Ngọc, khi Ngọc mua vé về thì hả vé về Ngọc muốn về giờ đó, mà giờ đó thì cái vé thường nó đã hết vé, thì mình phải mua cái vé mà giá tiền cao chút xíu thì mình mới về được cái giờ đó, tại vì Ngọc đi là 1 giờ, Ngọc muốn về là về lúc 4 giờ mấy 5 giờ, chứ còn về trễ quá thì Ngọc không muốn, nên là Ngọc vé về Ngọc phải mua vé mắc hơn chút xíu là Ngọc mới đi được, là cái vé mà mắc hơn chút xíu thì mình có được uống nước, có được ăn bánh, ăn đồ này kia luôn, còn mấy cái vé kia thì không. Bây giờ thì xe lửa chuẩn bị tới rồi, mọi người, tất cả mọi người đều đi ra ngoài hết. Cái tàu lửa bên Chicago á, thì mình đi Ngọc đi học mỗi ngày, nó đi cũng bình thường thôi, còn tàu lửa này đi kiểu khác, để coi thử coi sao, nhưng mà nghe nói sạch sẽ lắm. Ngọc đi tàu lửa bên đây cũng vài lần rồi. Ngọc đi tàu lửa ngày xưa lúc mà Ngọc mới biết chồng Ngọc á, là Ngọc với thằng Chánh á, em họ Ngọc á, đi qua bên Michigan, là từ Chicago đi qua Michigan là đi bằng tàu lửa, là đã trải nghiệm đi tàu lửa rồi mà dơ lắm, dơ. Tàu này thấy review lên mình thật sạch sẽ nè, em đi quay cho mọi người coi, cho mọi người biết thêm về cái hệ thống tàu lửa ở Mỹ như thế nào. Hệ thống tàu lửa ở Hàn Quốc sạch lắm nha, sạch sẽ, ghế ngồi sạch sẽ, bước vô không khí sạch sẽ, thơm tho, cực kỳ sạch luôn. Công nhận đất nước Hàn Quốc sạch á, không biết là đúng là do cái chỗ Ngọc đi hay sao mà sạch lắm. Trời hôm nay cũng không đẹp đẽ gì, cũng mới mưa xong rồi trời, thơm mặt trời nè, thôi thôi. Đây, tàu tới chơi. Tàu màu vàng luôn chay, hợp màu mẹ luôn chay. Đó, quay lại. Cool không? Tôi đi lẹ quá. Hả? Đi lẹ quá. À, cửa số 5 đi chỗ này nè. À, mỗi người có mỗi cửa, một cái ghế luôn, chứ không phải là muốn vô ngồi chỗ nào ngồi. Mua trên mail, mua lúc mua á, ghi ghế nào là mình phải lên ngồi ghế đó. That's priority. Okay. Yeah, we're all probably drunk. Okay, đi con. Rồi, có cái đồ này bước lên cho mình bước lên đó nè. Đây, bước lên rồi đây. Ghế ngồi nè. Mình có thể để vali mình ngay chỗ này. Turn off the electrical there. Thì chọn ghế mình ở đây, chạy lên ghế mình nè. Wow, đã có người ngồi sẵn ở đây rồi chứ. Ghế làm mình số 12. Đây nè chay ơi, hình như đây nè chay. Rồi ok, con muốn ngồi chỗ nào? Nè con ngồi đây nè, ngồi ghế bên mẹ đi. Ủa, ghế ngồi cũng thoải mái nè, nhưng mà có cái nó hơi đứng, nhưng mà ghế ngồi thoải mái. Chỗ rộng rãi nè, chay để được cái chân lên cái chỗ cũng rộng rãi luôn. Chồng Ngọc là ảnh để cái bàn ra ngoài màn trước nè, cái chân ngồi cũng rộng rãi ha. Ở trên đây nhìn nè, dưới đây cũng sạch sẽ nè. Đây có cái này thì cũng để được cái này hả? Hồi nãy con làm sao vậy? Đây, còn cái này cũng bỏ được xuống giày luôn. À chay, bỏ cái bóp lên này chay, bỏ bóp lên này nè, bỏ bóp lên này, bóp đầm lên này đó, đúng rồi, hay quá. Rồi bỏ bánh lên, bỏ điện thoại lên. Dưới chỗ này là có chỗ để sạc pin cho mình luôn nè hả, lấy điện thoại mình sạc pin sạc được luôn. Đang ngồi gần ngoài cửa sổ để nhìn ngắm ra ngoài đường cũng đẹp nha mọi người. Ghế làm đẹp á, cái này không biết mới làm hồi nào đó mà sao nhìn cái gì cũng thấy mới hết trơn, người ta sao người ta giữ cái mới vậy, sao thấy mới quá trời mới luôn á. Cái tiếng máy chạy rất là êm luôn, mình không có nghe tiếng máy tiếng gì hết trơn, nghe rất là smooth, very smooth. Nó sẽ có hai trạm dừng, là mình trừ dừng đầu tiên là dừng ở trên Fort Lauderdale, từ Boca đi tới Fort Lauderdale, từ Fort Lauderdale lên tới Aventura Mall, là cái shopping mà bữa Ngọc với lại mẹ đi mà mua cho mẹ cái nón đồ này chi, không biết mọi người nhớ không, đi cái bữa Halloween chay đó, chụp hình Halloween đó, rồi bắt đầu từ đó mới đi lên tới Miami.
Nãy Ngọc đã chia sẻ cái vé cho mình đó, thì nếu mà 10 đồng mà cho cái vé thường như thế này thì cái vé đó cực kỳ là tốt luôn. 10 đồng cho một người đi như thế này mà đi một tiếng đồng hồ, nó còn rẻ hơn đi Uber, đi taxi đồ này kia nhiều lắm đó. Nên là nếu mà mình qua bên Florida du lịch đó, trải nghiệm thử cái này coi sao. Bây giờ là mình đã xuống cái xe lửa rồi, mình sẽ đi ra ngoài. Đi con, lên con. Con phải chờ người ta lên xong rồi mình mới lên. Rồi, lái vô luôn, lái vô luôn. Như mọi người thấy nè, ngoài trời đang mưa kinh khủng. Còn đang book Uber để đi tới chỗ ăn. Ai cũng phải đứng đợi hết trơn, mưa quá. Ngày nào cũng mưa, không biết một ngày luôn. Một cơn mưa gọi là đúng là siêu lớn luôn á. Trời đất ơi. Ô, có chiếc xe Honda chạy kìa cháy kìa. Xe Honda chạy dừng đèn đỏ cháy kìa, nhìn giống Việt Nam không kìa. Giống Việt Nam ghê không? Cái chiếc đó gọi là giống như chiếc Spacey gì đó hả? Rồi bây giờ tới cái chỗ để nhà hàng để ăn mọi người ơi. Rồi bây giờ mình sẽ vô ăn nha ông bà cô chú. Vô trong nhà hàng này á, nhạc lớn quá. Ngọc chưa bao giờ vô một cái nhà hàng nào mà nhạc lớn tới cỡ đó luôn. Nhạc bánh y như là trong bar hay là trong mấy cái vũ trường. Mà đây là một cái nhà hàng ăn uống bình thường thôi đó. Có nhiều người á, đi vô á, xong rồi phải đi ra luôn. Tại vì con cái á, người ta có dẫn con theo mà nhạc lớn quá cái ta đi ra luôn. Cái này không khí này dành cho những cái ai mà giống như ở hả trẻ trung mà đi một mình á, chứ còn đi gia đình mà con nít thì đây không phải là cái chỗ mà để cho mình nói chuyện rồi này kia, lớn quá mà. Mở hả, mở máy lạnh lạnh lắm nha mọi người. Hai vợ chồng Ngọc kêu ra 6 con hàu sống. À, lâu quá cũng không ăn hàu sống nên là kêu ra mỗi đứa ăn 3 con. Cũng ngon lắm, hàu nhỏ 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 bỏ đặng chanh với lại cái sốt này làm cũng rất là vừa miệng. À, là để Ngọc thử cái sốt bên này, sốt bên này thì nó hơi cay cay chút xíu. Nhà hàng thì thấy làm đồ ăn cũng được nha ông bà cô chú nha. Hàu này thì bắt ngoài tự nhiên thì không nói rồi, nhưng mà những cái món xa xa Ngọc kêu á cũng rất là có lý luôn. Ngọc ăn con thứ hai nè, nặng miếng chanh vô nè ha. Chanh cái màu vàng vàng này chứ nó không có chua dữ nha. Cái màu xanh nó mới chua hơn chứ chanh vàng vàng nó mới chua nhiều. Mà có cái con hàu này nó hơi dính nè, thấy không? Là cại nãy nó không lên luôn á. Húp vô. Quá đã luôn. Coi bà trai ngồi kế bên kìa hả? Coi kìa, thôi thôi coi coi. Ý là nó con cũng ngon lắm á, của con cũng ngon nữa. Đây là không khí xung quanh của nhà hàng nè, rất là đông ha. Ở ngoài trời cũng có một không gian luôn mà do mưa nên là người ta đóng ở ngoài trời, người ta không có phục vụ ngoài trời. Chứ còn được á, ngồi ngoài trời cũng vui lắm á. Đây là món gà kêu ra nè, gà chiên nè. Chồng Ngọc với trai ăn cũng khen lắm, Ngọc ăn thấy cũng ok cũng được. Có cái hả, cái lớp vỏ ở ngoài nó làm cho với Ngọc thấy hơi cứng một chút xíu, còn cái này là món của Ngọc nè. Ở dưới là bánh mì, ở trên là trứng mà nó chia cho làm cái dạng mà còn sống sống một chút á. Giờ ba chay lấy thịt gà đút cho chay nè, vừa đút vừa thổi nè. Đói bụng dữ lắm rồi, ngồi than lắm bà cô chú ơi, mẹ mẹ con đói bụng quá mẹ ơi. Giờ cho ăn cánh gà. Rồi Ngọc á, thì đây, cái màu đen đen kế bên đó mọi người, cái đó là hả khoai tây á. Ngọc nhìn Ngọc đâu biết gì đâu, Ngọc tưởng cái củ gì, nhưng mà ăn vô mới biết là khoai tây nướng thì ở ngoài nó dai dai, chấm với nước sốt ở trong thì nó bùi bùi, béo béo cái kiểu của khoai tây. Giờ mời mọi người cắn miếng bánh mì chung với Ngọc nha. Bánh mì nè, lớp bên dưới người ta có trét cái hương vị gì, cái kiểu sốt gì của người ta. Nào giờ mình cũng không có ai biết nữa. Đó, cái pháo bông đó là sinh nhật của ai là được tặng cái pháo bông á. Ăn cái trứng thì nó sống sống, béo béo, rồi nó thơm thơm cái mùi sốt của người ta, rồi chấm chung với lại này nè. Đó, đơn giản, nhanh gọn lẹ vậy thôi. Cũng ngon, cũng hợp khẩu vị. Chị này chỉ là chị hỏi tất cả mọi thứ làm sao, ăn có ngon lành gì không vậy đó. Chay thì ăn ngon quá, chay khen. Bây giờ là mình ăn xong rồi, ăn xong thì cũng hết mưa luôn, nên là quyết định đi vòng 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 chơi. Còn có một tiếng đồng hồ nữa mới lên tàu vậy. Trời ơi, khoan bà cô chú đang ăn kẹo su la. Ăn kẹo nên là cái tay cầm á, không có bẻ lái được nên là Ngọc phải chạy cái xe. Cái này là Mr. Beast. À, kẹo su la của Mr. Beast hả? Nó Mr. Beast trả tiền quảng cáo hay chưa? Trời ơi, quảng cáo nữa. À hả? Quick like a bunny. Còn một tiếng đồng hồ nữa thì tàu chạy. Nên là bây giờ mình vô cái lounge này của mình. Tại vì cái chuyến về á là mình được ngồi ở chỗ lounge. Để Ngọc quay cho mọi người coi cái vị trí của cái chỗ lounge ở trên tàu với lại cái vị trí mà hồi nãy Ngọc ngồi nó có khác nhau như thế nào không nha. Hay quá trời ơi. Rồi, vô đây ngồi nghỉ ngơi đi.
Ô cha, phòng lao có trái cây, có đồ ăn ăn luôn hả? Wow, cái phòng lao này có máy pha cà phê luôn nè. Ăn bia. Rồi có uống bia nữa nè. Có uống bia nữa nè, ly này đúng bia nè. Rồi muốn uống nước bình thường thì có nước bình thường. Tất cả những cái đồ ở đây, nước ở đây luôn. Ồ, hay ha. Rồi đây gì đây? Ồ, cà phê, máy pha cà phê với nước nóng. Cái phòng rất là đẹp luôn. Trời ơi, con đến đây lại nó lấy đồ ăn nó ăn rồi nè. Rồi ở đây thì có nguyên một cái bàn đồ ăn, trái cây nè, chuối nè, rồi kẹo sô cô la ngọt rồi nè. Vừa thôi, à, nhiêu đó đủ rồi. Tôi chưa ăn bữa nữa đi. Rồi rồi, nghỉ nha, nghỉ. Nghỉ rồi chưa? Bánh ngọt nè mọi người nè. Má, nếu như mà mọi người muốn ăn bánh ngọt. Không ăn nữa, ăn như đó thôi. Bánh cookie nè. Rồi bên đây coi có gì. Look. Cái này là giống như thịt giả vậy. It's look like chicken. Có ăn trưa được luôn á. Còn cái này là bánh bánh cuộn nè. Ok. Phô mai nè. Có nui nữa nè. Rồi đây. Wow, mấy cái thịt nguội rồi nè kia đó, rồi bánh crackers. Rồi đây có muỗng đũa rồi cho mình ăn. Phòng lounge này có một cái view rất là đẹp ha. Nhìn ra ngoài đây nè. Đây nè, mấy có mấy cái ghế nè, mấy ghế ngồi đây. Nhìn ra ngoài. Hay ha, ngồi đây cái nhìn ra đây. Nghỉ ngơi chút nữa chờ tới chừng nào tàu tới rồi đi. Đẹp chứ bộ. Tiện lợi ha mọi người ha, 64 đô. Cái chuyến đi này là 64 đô cho một người. Hồi nãy đi là có 10 đô thôi. Nãy cái này là 64 đô. Là được nước uống được tất cả cái này. Cái gì? Rửa cơm mì. Không, ăn vô đó đủ rồi. Coi chồng một bánh lấy dạng đây. Chú, bánh lấy cơm mì ăn. Ngon quá nữa. À, người ta có để nè, nếu như mà mình bị dị ứng gì là những cái đồ ăn gì á thì mình phải cẩn thận những mấy này, tại đây toàn là đồ ấy không à. Này có trái ô liu nè, này là cái dưa chua nè. Cho lấy miếng cà phê uống ha. Bây giờ bấm vô là có nhiều loại cà phê nè, mình thích cái nào mình bấm vô đó. Hoặc bấm chocolate drink đi, hot chocolate, milk chocolate, cái nào mà thích cái vị nào thì mình thích cái vị này. Mình thích pha làm sao nè. Cho sữa xuống trước. Cà phê. À, giờ này không phải cà phê, cái này là gọi là sữa sô cô la. Sữa sô cô la nóng. Uống bia đó. Uống từ từ phỏng mỏ. Phỏng mỏ. Mấy cái này uống dễ phỏng mỏ lắm. Chà, hai cha con ngồi relax quá ha. Hello. Daddy, did you turn that off? Goodbye. Lúc nào cũng phải nhớ để tắt cái này không hết pin. Là mình sẽ đi lên tàu để đi về. Ask her, you wanna ask her, Daddy? Okay. All the way down. Lúc xuống như này, trời, giờ bắt đầu mưa lại. It's gonna start raining again. Rồi, tới chưa? Ủa, cái ghế cũng y chang vậy, đâu có giàu khác. Y chang vậy luôn á. Nhưng mà có cái khác là nãy lúc mà mình ngồi thì mình được vô trong cái phòng lao đó, mình ăn uống thôi, chứ còn ghế xưa, ghế viết rồi này kia nọ là giống y chang nhau. Nói cô á, cho mẹ tô bún bò, rồi một cái dĩa cơm bạc ăn với kho quẹ. Ở trên đây người ta còn cho mình nước uống nữa mọi người. Ta sẽ đẩy cái xe giống y chang như là trên máy bay vậy á, đem tới cho mình phục vụ mình nước uống rồi này kia nữa. Hồi nãy cái chuyến đi đâu có đâu. Chay á, nó nói mẹ ơi, cái cô đó tới mẹ muốn order ăn uống cái gì. Cái nó kêu order tô phở hay là cơm với kho quẹt gì cũng được. nói bà nha, cho mẹ tô phở hoặc là cơm với kho quẹt nghe không? Không biết nói tiếng Mỹ. Tiếng Mỹ cái đó nói là gì ta? Kho quẹt tiếng Mỹ nói là gì? Không biết. Cô nói nè, quẹt. Nói gì? Let me see. Which one you like, Daddy? Okay, that's it? Yeah. Okay. That's okay. Okay.
Thank you very much. Ủa để Nguyễn Khay cho mình chọn luôn á. Này gì đây? Ồ, này là đậu phộng. Còn này là bánh xếp, này cũng ngon nè. Mình có nước uống nữa nè, Ngọc chọn cái cranberry juice. Này cũng ngon, chua chua chua. Thank you very much. Just a bottle of water, please. Thank you. What you eating, daddy? Hummus. Oh, chồng Mộc anh ăn cái hummus. Người ta đây là phần của chồng Mộc anh gọi nè. Có cái hummus để chấm nè, có cái củ cà rốt, dừa, ô liu, có sô-cô-la nữa hả? Bao nhiêu sô-cô-la lãng đấy hết trơn. Có một cái khác á, là lên trên đây người ta sẽ cho mình khăn. Khăn để lau tay. À, là mua cái vé này được cái khăn. Hồi nãy đâu có được cái khăn đâu. Nguyên một cái khăn luôn á. Để mà dùng. Mẹ. Hả? Anh lại cứ mở chút xíu cho mẹ. Gì mẹ thấy là con gái ai làm rất nè. Cảm ơn con nha. Dạ, cảm ơn mẹ. Thì tới nhà rồi mọi người ơi, đưa đi đúng một ngày luôn á, từ 12 giờ bắt đầu đi cho tới bây giờ là gần 6 giờ tối về tới nhà. Rồi gần cho chay chút nữa có bạn Reese tới chơi nữa nha chay. Wow, một ngày thật là tuyệt vời, gia đình spend time với nhau, trải nghiệm đi cái tàu lửa. Hy vọng là mọi người có một chút trải nghiệm gì đó về cái tàu lửa ở bên Florida của Ngọc. Những cái chi tiết thông tin mà Ngọc gửi tới trong cái video clip là hy vọng là mọi người có thể biết thêm và hiểu thêm. Rồi bây giờ là về tới nhà. Ủa, cái anh này anh mướn xe, anh trả xe rồi nè. Bây giờ khi mà cho mướn xe, người ta trả xe là tự động người ta để xe ở đây rồi, cái nó có một cái hộc chìa khóa là người ta cứ bỏ cái chìa khóa xe vô trong đó thôi, không có cần mình phải ở nhà. Rất là tiện lợi luôn mọi người. Đó, bây giờ là chờ thêm cho những người thuê xe tiếp theo. Ở nhà đi nè, mình đi nè mọi người coi nè, người ta đem hàng, người ta ship hàng tới mình có mua đồ mua đạc gì đó là người ta ship tới, người ta để nhà chữ cửa nhà. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã theo dõi cái video clip ngày hôm nay. Chắc Ngọc sẽ ngừng cái video clip lại tại đây và mình sẽ hẹn gặp lại nhau vào ngày mai. Chúc tất cả mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye.